ngày 31 tháng 1, ông Phan Văn Xuyến, 58 tuổi, ngụ xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, cho biết những ngày này nhiều người dân hiếu kỳ trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đổ xô về nhà ông để xem đàn cá tra tự nhiên, hàng ngàn con kéo đến sống trước bến đò kênh ba của nhà ông. Ông Xuyến cho biết năm 2019, vợ chồng ông đưa đò phát hiện đàn cá bằng ngón tay cỡ khoảng vài chục con, cứ bơi quanh quẩn dưới mé sông trước nhà. Thế vậy vợ ông Xuyến lấy cơm nguội cho cá ăn, lâu dần thành thói quen, đàn cá kéo đến mỗi lúc một đông, và dường như chúng cũng xem bến đò này là ngôi nhà thứ hai của chúng. Mới đầu đàn cá nó kéo đến có khoảng vài trăm con thôi, kích cỡ chừng đầu ngón tay, nó khá nhát không dám bơi vào bờ. Vợ chồng ông Xuyến lấy cơm nguội rải xa xa cho nó ăn, vài ngày sau đó nó rủ thêm bạn bè nó tới nữa. Vợ chồng ông thấy vậy mới đi mua thức ăn viên cho ăn thêm, chứ cơm nguội không đủ để nó ăn. Cách gọi đàn cá rất đơn giản, ông Xuyến chỉ cần lấy cây gõ gõ vào thành đò là đàn cá tự khắc bơi về, há mồm chờ đợi được cho ăn. Đàn cá của ông Xuyến không dữ lắm, nó chỉ bơi quanh phạm vi cách nhà ông khoảng 50 mét trở lại thôi. Không để đàn cá chịu đói, gia đình ông lái đò quyết trích một phần thu nhập mỗi ngày mua thức ăn cho cá. Một ngày ông Xuyến lái đò kiếm được khoảng 300.000 đồng, phần nửa ông để dành chi tiêu cho hai vợ chồng, số còn lại ông mua thức ăn cho đàn cá. Đàn cá bất thình lình xuất hiện khiến gia đình ông Xuyến và khách đi đò có thêm niềm vui, song đó vẫn có nhiều kẻ xấu lợi dụng lúc chủ đò đi vắng ra tay sát hại đàn cá. Để bảo vệ cá, mỗi đêm ông Xuyến đều ngủ trên đò, xung quanh bến ông còn nuôi lục bình, xây hàng rào tre để làm chỗ cho cá ở. Ấy vậy mà đã không ít lần ông Xuyến bắt gặp có người đến chích điện, thả lưới, cấm câu đàn cá. Suốt 2 năm ròng, trải qua nhiều lần bị bắt trộm, số lượng cá đã giảm đi khá nhiều và chúng cũng nhát hơn lúc trước, ước tính chỉ còn khoảng 5 tấn cá. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc này, ông Phạm Quang Tuyến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Trung, huyện Cái Bè, cho biết ông Xuyến làm nghề chạy đò, gia đình ông thuộc hộ trung bình khá. Lúc trước có một số ghe cào chạy ngang có cào, nhưng sau này biết được nên đã không cào khúc bến đò của ông Xuyến. Địa phương cũng đã có chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ ông Xuyến, bảo vệ đàn cá tự nhiên này tốt nhất nếu có thể làm.